đây anh em, thì đang quay thì mấy ông này bảo à, quay ông đấy. Đây là cái gì nhỉ, cái gì Đức Toàn đấy, đấy còn đây là tuyệt cú luôn nhỉ. Đây nhìn mới quay đi em đấy. Toàn là dân chơi xăm chỗ rất là ghê ghê anh em ạ. Hello, 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 hello bà con. Hello, hello. Rất chào nhá. Chào nhá. Ông này chịu người yêu đâu nhá anh em. Chịu người yêu đâu. Ông nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ nhá. Tôi chưa có người yêu anh em nhá. Tôi chưa có người yêu nhá. Đây chưa có. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại video tiếp theo của tôi. Thì anh em ạ, cuộc sống về đêm tôi thì làm quán này anh em, mở quán ra cũng được nửa tháng gần tháng rồi, như là 25 ngày gì đấy. Chủ yếu là bán đêm một ngày thì không có khách anh em. Đây rồi các khách đang hát các kiểu này, được quay cho anh em xem này. Để cho anh em cái biển thì hiện tại tôi chưa thay được. Còn có bình con này. Ở đây thì cần một cái nhà hàng rất là to. Quán tôi bán nhiều mảng anh em, bán nước, bán trà các kiểu. Đấy. Nước bán trà xong rồi bán lẩu đêm, bán đồ ăn vặt, mì cay. Đây kia cái biển kia. Đây đang là 11 giờ đêm. Quay cho anh em xem. Đây. Các khách kiểu thì là tiền Colonie. Đây là biển cũ anh em, còn đây biển mới này. Mới. Có mấy ông là có rượu sinh nhật các thứ, gọi là hôm nay là có sinh nhật gì đấy. Thì trong giờ làm việc tôi tầm 4 giờ sáng thôi, đây gọi là quay lại cho anh em xem có 3-4 giờ sáng xem có khách nhá. Để tôi tạm thời là nghỉ đi anh nhé. Đây anh em, thì đang quay thì mấy ông này bảo à, quay ông đấy. Đây là cái gì nhỉ, cái gì Đức Toàn đấy, đấy còn đây là tuyệt cú luôn nhỉ. Đây nhìn mới quay đi em. Đấy. Toàn là dân chơi xăm chỗ rất là ghê ghê anh em ạ. Hello, 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 hello bà con. Hello. Chào nhá. Chào nhá. Ông này chịu người yêu đâu nhá anh em. Chịu người yêu đâu. Ông nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ nhá. Tôi chưa có người yêu anh em nhá. Đây chưa có người yêu nhá. Trên này chén em đâu. Đấy. Có 3 đứa người yêu nhá. Đây giờ tầm 3-4 giờ sáng thôi để quay lại cho anh em xem. Giờ thì gọi là tạm thời kết thúc rồi. Hello anh em. Hiện tại giờ là 3 giờ sáng anh em. Chúng tôi cày từ bắt đầu từ 4 giờ chiều đến tầm 3 giờ sáng. 12 tiếng. 3-4 giờ sáng là đóng cửa. Quán chuyên đồ ăn đêm. Đây đang chuẩn bị làm ít mì này anh em. Ăn mì để sống sót qua ngày đấy. Ngày thì ngủ con cơm buổi tối là ăn bữa cơm nhá, cho đêm lại ăn mì thôi. Thì cảm ơn anh em đã xem giờ tôi ăn mì đây. Thì anh em nhớ like và đăng ký kênh của tôi nhé. Chào tất cả anh em. Bye.